Chúng ta bắt đầu từ câu số 11 đúng không ạ? Các bạn đi vào sau, các bạn đi. Chắc các bạn đang đi học chưa về? À, câu số 10 ở đây các bạn chú ý câu này, câu 11 ạ. Nghe nghe nghe. Ở đây người ta đảo từ sâu lên trước ạ. Có nghĩa là người ta sẽ ta muốn chúng ta sử dụng công thức gì nhỉ? Sâu sát đảo ngữ đúng không ạ? Các bạn nhắc lại câu là sâu cộng gì? Tính từ cộng cái gì? Bi cộng gì nữa? Chủ ngữ cộng giác đúng không? Nhưng ở đây chúng ta không có tính từ mà chúng ta có trạng từ. Cái chỗ tính từ các bạn thay bằng trạng gì? Trạng từ. Còn chỗ to be thì các bạn thay bằng trợ động gì? Trợ động từ. Đến chủ ngữ. Rồi đến động gì nhỉ? Động. Vậy con này các con là gì? Trạng từ trong câu này là chỗ nào cả lớp? Grace nhỉ? Gracefully. Vậy con này chúng mình sẽ dùng là so. So gracefully. Cái từ mua là thời gì đấy các con? Quá khứ đơn. Vậy con này sẽ là gì đấy ạ? Đứt. Gì nữa? Gì? Dancer. Move. Ủa sao mấy bạn không vào được là sao? Đấy, mật khẩu đây, 9 này. Có đem điện thoại đây không nhở? Có đem điện thoại không có mượn? Đâu rồi? Ai nói cái gì đấy? Nói linh tinh cái gì đấy? Đâu nhỉ? Nào nhỉ? Cô nó biết ở đâu vậy luôn đấy. Ở đây ạ. À? Chụp cô cái này vậy. Thế đây nó cũng ở chụp ở đây chụp gì đấy. Gửi vào gửi Facebook và Messenger cho con. Gửi đi. Đi. Chưa? Ừ. Đây có đứa gửi rồi đây. Ông Hoàng này bảo làm gì có một khẩu mới điêu. Gửi chưa? Sao lại gửi mãi không chưa nhận được vậy? Đừng nói chuyện các bạn với cô nhé. Chưa. Đọc lại cái này xem nào. Ô không để điện thoại đây. Bảy. Bảy F Q L D à? Đúng không? Sao nó không nhìn thấy ơi, 924 669 59. Ôi giời, bánh bây giờ bảo gửi.
Hello, Vũ Sơn Long. Nhắn cái gì đấy? Em cô Thế nào chào đấy, chả biết thế nào chào. cháu à, em Long à? vâng ạ. Long giờ này đi biết bóng là ăn đập luôn đấy. Các bạn ơi, các bạn sẽ lấy chuyên đề số 18 nhá. Các bạn lấy chuyên đề 18 ạ. Mấy câu trên chưa chữa gì các bạn, sau chữa sau. Câu 12 nào? Câu 12 đọc lại công thức với đảo ngữ câu 12 xem nào. Các bạn đọc lại sát gì ạ? Sát cộng gì? Ân cộng gì nữa? Tính gì? Tính từ cộng gì nữa? Gì nữa? Chủ gì? Cộng tu gì? Tu bi cộng giáp cộng với mệnh đề. Cô ấy quá là kiêu căng đúng không ạ? Và cô ấy chưa bao giờ làm sao được cả lớp nhỉ? Chú ý tới bất kỳ cậu con trai nào cả. Vậy theo công thức nha, bây giờ trước tiên khi mình làm nha. Sau khi mình viết công thức sau thì mình phải tìm tìm chỗ nào là tính từ trước. Thế đây tính là tính từ. Câu này sẽ là sát. Ignorant bắt đầu một nguyên âm thì sẽ là gì nhỉ? Un. Ignorant. Ở đến này, chủ ngữ chính là gì đấy ạ? À, chỗ đây cần một danh từ nữa chưa? Chưa danh từ đấy ạ? Bây giờ danh từ thì thực ra nó không có danh từ. Thì mình phải tự tạo danh từ. She là cô ấy đúng không? Là con gái thì mình sẽ dùng là girl. She is. Cái phần tự luận nó hơi khó một chút, nhưng mà khi nó sang phần trách nhiệm nó dễ hơn. Câu 13 nhá. Có rất nhiều bạn đang nói chuyện này à? Đó là chữ từ never. Bản thân cái từ never bằng cụm từ under no circumstances. Cụm từ này của chúng ta có nghĩa là không bao giờ. Vậy có nghĩa là người ta đang đảo cái phần phủ định lần trước. Thì mình sẽ sử dụng bản chất của đảo ngữ như cô nói với cả lớp rồi. Cô nhắc lại một chút nhé. Bản chất của đảo ngữ là mình sẽ làm gì cả lớp? Dùng trợ động gì? Trợ động từ đảo lên đầu câu. Sau đó đến chủ gì nhỉ? Chủ ngữ và động từ nguyên gì? Nguyên thể. Còn trừ trường hợp là các cái thì như là hiện tại hoàn thành. Hoặc là cái gì cả lớp nhỉ? Quá khứ hoàn thành. Thì mình dùng cái gì nhỉ? Have. Hoặc là gì ạ? Has. Hoặc là gì ạ? Had. Chủ ngữ và cộng phân từ gì ạ? Phần từ hai. Đây là các bạn chắc của đảo ngữ. Cái này hôm trước cũng có nói với các bạn rồi. Có lớp 3, 4 là các bạn đã chưa học sang cái này thôi. Thế mình hiểu thế nào mới rồi đảo ngữ thế thông thường trật tự của chúng ta làm. Ok, chủ ngữ đứng trước đúng không? Rồi đến động gì? Động từ đúng không? Thế bây giờ thì nhở? Không phải chủ ngữ đứng trước nữa. Ai? Lại giật. Bây giờ nhỉ, không phải chủ ngữ đứng trước mà nó là một thành phần khác. Thì các bạn thấy có từ under no circumstances. Bây giờ các bạn nhìn này. Ở đây anh em dùng trợ động từ là từ gì đây? Đấy, sút. Vậy thì mình sẽ dùng luôn cái này làm trợ động từ luôn. Còn sẽ là sút gì? Xong đảo cái từ sút lên trước thì từ ra gì làm sao? You. Còn never nữa không? Không. Back. Thế người đã đảo ngữ rồi, đảo ngữ tức là không theo đúng trật tự. Ủa, cô tưởng cái link này là vào, ấn phải là vào được luôn mà nhỉ? Gì mật khẩu nhỉ? Câu tiếp theo này tương tự như vậy nhá, các con không cần biết là vì sao nó ra cái từ in a way này. Mình học trách nhiệm đúng không? Mình chỉ biết là à, người ta tự nhiên, bình thường chủ ngữ mình là cái John đúng không? Tự nhiên bây giờ có một cái thằng gì nhỉ, in a way ở đâu nó ra thì có nghĩa là con này phải đào gì, đào ngữ. Vậy in a way no là phủ định đúng không? Vậy mình tìm chỗ này đâu là phủ định. À, chính là chỗ này. Và phải thêm cả cái trang từ này luôn, bởi vì certainly là chắc chắn không thể. In a way, tức không cách nào khác. Vậy nó bằng cái từ này rồi. Có nghĩa là mình sẽ không sử dụng nó trong câu của mình nữa. Quan trọng bây giờ mình nhìn vào. Ok, xong nha. Bây giờ các bạn nhìn nè. Chúng ta thấy có từ John certainly can be held responsible for the accident. Như vậy rõ ràng từ can này mình đã lấy cái từ no rồi đúng không ạ? Thì nó còn chữ gì? Can. Bỏ từ no rồi đúng không ạ? Sau đến cái gì nữa ạ? John. Có con certainly nữa không? Không. Be held luôn. Vậy sao mình giữ nguyên?
Vậy tóm lại là người ta cứ cho một cái từ nào mà không phải là cái chủ ngữ thì có nghĩa là mình đang phải thực hiện đảo ngữ, và quy tắc đảo ngữ của mình là luôn luôn đảo cho động từ lên đầu câu, hoặc là mình đảo gì đấy ạ, ubi đúng không ạ, lên đầu câu. Đầu tư quyết tiến là mình dùng chính nó là câu tạo thôi, nhưng nhớ là đề bài của nâu rồi thì không còn not ở đấy nữa. Tiếp câu 15 tương tự như vậy nhá. Từ lít xuống nghĩa là cả lớp, từ lít xuống nghĩa là à một chút một ít, đố các lớp biết trong số những từ trong bài, đố trong cái câu này cả lớp từ nào là từ một ít. Vì kia khi trả lời từ nào là từ một ít, chính xác Trang nói to lên con đứt đừng ở đó. Ở đó là toàn bộ đúng không? Không phải toàn bộ, tức là một ít thôi. Có nghĩa là từ little này sẽ bằng với từ đứt đừng ở đó. Ok, người ta dùng trạng động từ là đứt thì mình dùng chính từ gì? Từ đứt để cấu tạo thôi. Có còn nó nữa không? Không, bởi vì từ little nó phủ định rồi, đứt rồi. Và tiếp này, chú ý là từ nào? Giờ bơ gì? Bơ list, đúng rồi. Và đến động từ, không có đứt đừng thì chính từ gì đây? Search gì? Search back ở đằng sau. That, ba chữ. Thực ra nó không khó đâu các con, nhưng mà nó hơi tiểu tiết một chút thì mình phải cố để ý thôi. Tiếp nha. 16. Ok nhá. Nowhere, tôi không có nơi nào. Đố các lớp tìm chỗ nào chúng ta là không tìm thấy nơi nào cả. Từ nào? Đúng rồi. Tìm thì đúng nhưng mà đọc sai nhá. One file. Cái loại là one file của tên tôi. One file. Ok, nó bằng từ này rồi. Tức là cái từ not nó sẽ không tồn tại nữa đúng không cả lớp? Ok. Vậy cái này mình vẫn dùng will đúng không? Will. Gì nữa con? You. Gì nữa con? Phải. Tại sao từ phải vẫn phải còn? Bởi vì nếu không có thì nó mất động từ. Động từ chính của nó sẽ bị bỏ đúng không? Tùy trường hợp mà bỏ hay không phải bỏ, bỏ hết là chết giả đấy. Chả có nơi nào mà sẽ tìm thấy được những cái như này đâu. Ok, tiếp nha. Bài câu 17 nào. Người ta có chữ gì, người ta đảo chữ gì lên rồi? Never. Người ta đảo chữ gì lên trước nữa rồi? Before. Vậy có nghĩa là cái câu kia chúng ta sẽ không tồn tại từ này nữa. Vì vậy các bạn muốn đặt ra câu hỏi là cô thích khi nào mà em giữ cái từ đấy? Và khi nào không giữ? Nếu nó là động từ chính thì mình giữ. Còn nếu như thành phần dâu riêng thì mình không giữ. Bây giờ con quan sát vào đây, câu hỏi cả lớp. Đây là thì gì? Has been là thì gì? À, là hiện tại hoàn thành đúng không? Vậy đã là hiện tại hoàn thành thì mình sẽ đảo cái gì đến đầu câu? Đảo has đầu câu, ok, has. Còn never không? Không. Đến gì là chúng nó là gì? She. Đến từ tiếp theo là gì? Been. Đúng rồi. So happy. Được chưa? Tiếp nha. Bây giờ đến phần only after. Chị có con nhớ này, con thấy từ after đây không? Đấy chưa? Vậy cách mình làm như sau. Mình sẽ bê nguyên toàn bộ những thằng còn lại after ở đây xuống trước. Tôi không cần biết. Tôi bê nó xuống đây trước. Được chưa? Được chưa? Xong tôi thay bằng dấu gì ạ? Vậy. Vậy bây giờ vế còn lại tôi sẽ đảo. Tôi sẽ đảo chỗ này. Đảo ngay cái đầu tiên luôn các con. Đảo luôn chỗ này luôn. Còn chỗ đằng sau rát kệ nữa nhá. Đảo chỗ đầu tiên luôn. Bê còi cả lớp từ relay thì gì? Và cứ con dùng trận lòng từ là từ gì? À đứt, ok đứt. Sao nên chủ ngữ là gì? She. Vậy relay con đi đi được không? Không. Xong. Rát về sau giữ nguyên. À, không có khó gì ạ. À? Cô chú ý. Chú ý này. Only. Only when. Only after. Only before. Cứ only. Được chưa ạ? Thì nó sẽ phải cộng với một danh gì nhỉ? Danh từ hoặc là một mệnh đề. Xong là phải đảo ngữ ở vế còn lại. Đi về rồi cũng chưa biết là mình để điện thoại đâu. Đây nằm nghỉ được 30 phút xong bắt đầu là chúng ta bắt đầu lên đề. Đề xong rồi hướng dẫn cái bọn IELTS kia xong với chúng mày luôn. Ok, đấy cái suy nghĩ cái nhất tất cả những cái gì phủ định.
Udine là như thế nào nhỉ các con? In no gì? In no way. Gì nữa nhỉ? Under no circumstances. Có nghĩa là cứ có từ no và cứ có từ gì? Từ not. Thì nó được gọi là phủ định. Được chưa ạ? Thì chúng ta phải làm sao ạ? Đào. Cứ ở với nào? Đố cái biết. Nào. Chắc chưa? Đúng không? Vâng. Đào ngữ chính. Đào ngữ vế chứa phần phủ định. Trừ. Trừ thằng nào? Yeah. Vẫn nhớ quá. Trừ not until. Ai chưa nhớ ghi lại một lần nữa đi. Cho nhớ đi. Tôi sẽ chậm chậm một chút này để cho các bạn kia. Các bạn này còn ghi không à? Đường truyền tín hiệu nó không ổn định này các bạn ấy. Tân chúng nó. Đấy, hôm nay mình mới đi luyện đề cô bảo rồi. Chỉ vì cái việc là sáng nay về sớm để dạy kịp bọn lớp 12, 24 mà cô cãi nhau ở nhà cô. Tất cả mọi người ở nhà cãi nhau với chồng mọi người đấy. Cô bảo là 6 giờ cô phải về để cô kịp dậy. Thì nếu không phải từ trường trước nếu muốn ở lại đây nhờ 6 giờ vậy. Mọi người đều đồng ý là 6 giờ về xong cuối cùng 6 giờ gọi chẳng ai dậy. Tức không phải chịu. Điện ú lắm cả này. Sáng nay cô đã bảo là thôi cô cố gắng nhưng mà cô cố gắng được đâu. Qua phải nhắn tin cho chúng nó. Thế tối hôm qua còn cãi nhau. Xong chưa con? Về nhà. Đây từ seldom. Có lẽ từ seldom là gì không? Hiếm khi. Nó sẽ là phủ định đấy. Đấy có nghĩa là nó sẽ bằng từ này rồi. Isn't often. Không thường xuyên tức là hiếm khi đúng không? Đây là câu hỏi cả lớp nhá. Đây câu hỏi cả lớp nhá. Trong câu này người ta dùng to be động từ thường. To be đúng không? Isn't đúng không? Vậy thì mình đảo cái gì lên luôn? To be lên luôn. Và câu này sẽ là seldom gì? Ê, chủ ngữ là từ nào? Ít đứng đầu câu. Không còn từ often nữa. Vì bản thân là seldom đã là trạng từ tần suất rồi đúng không? Vậy là seldom gì đây à? Is gì đây à? That. Cách này nó hơi bị kiểu stupid chứ cả lắm. Nó bị ngu ngốc ấy. Cách làm thứ hai này. Hợp lý hơn này. Tôi không quan tâm ở chỗ này nữa. Chỗ này này, nhiệt độ rơi xuống 0 độ C. Tôi lấy thẳng này luôn. Từ for đây là hiện tại đơn đúng không? Tôi luôn là seldom gì ạ? Do. Gì đây ạ? Temperature. Hoặc in Spain. For. Below. Các bạn làm cái một cũng không sai. Nhưng nó bị thừa, nó buồn cười thôi. Thì mình thấy cái từ it isn't often nó không có nghĩa thì mình đổ luôn. Cô đổ luôn về đằng sau luôn. Hiếm khi nhiệt độ ở Tây Ban Nha đúng không? Dưới không sai. Cái trên thì nó hơi kiểu máy móc quá. Giống kiểu con người chúng ta đối xử mọi thứ nhiều khi phải linh hoạt. Không phải đối xử ai cũng như thế được. Đúng không không? Người vào làm đề muộn 20 phút. Là muộn hẳn gần 25 phút rồi con. 3 giờ 5 phút đến. 3 giờ 40 thu đề. Chán đâu. 20 nào. Người ta có từ on no account thì chính là cái này đúng không? On any account đúng không? Và chính là cả cái note của cái này đúng không? Đúng chưa cả lớp? Vậy thì bây giờ chúng ta chỉ cần biết là à, như vậy là chúng ta sẽ đảo ngữ cái này thôi. Vậy con này động từ chính là từ gì đây à? Isn't. Đảo thành gì à? Is. Chủ ngữ là từ nào? Đứng đầu câu luôn. The gì đây à? The đó. Ồ, thấy rất nhiều bạn nói chuyện nha. To the basement. Bài thì khó. Gì nữa à? To the left. Chẳng có gì là khó cả. Quan trọng là biết đảo cái gì lên trước. Đảo trợ động từ hay đảo to be và biết đâu là chủ ngữ là được. Bài câu số 21 nhá. Cái cách duy nhất là bạn có thể vượt qua cái gì đó là học hành chăm chỉ. Vậy chỉ bằng cách gì ạ? Học hành chăm chỉ. Learning hard. Hôm nay chúng ta nói rồi, only thì đảo vẽ đăng gì? Đằng sau. Bây giờ chỗ này à? Đây chính là động từ chính của chúng ta. Cái từ only way chính bằng từ only by. Vậy
Vậy con đảo có gì lên trên này ạ? À? Ở dưới lên, ok, can. Lên từ gì nữa ạ? You, lên từ gì nữa ạ? Bass. Số 22 ạ? À? Tôi chỉ xem TV nếu tôi không có bất kỳ thứ để làm. Vậy là chỉ khi gì? À, chỉ khi tôi gì? Không có bất kỳ thứ gì để gì? Để làm đúng không? Nghĩa là cái vế này mình sẽ bê hết lên. Only if it, nếu không bằng cái thì quen thôi. Sau đó bây giờ mình đảo ngữ ạ. Bây giờ phải đây. Đảo ngữ chỗ nào? Đảo ngữ chỗ này đây cô. Why only what in? Vậy từ what là động từ thường đúng không? Các bạn thường chọn từ là từ gì? Do. Từ ngữ là gì? I. Watch. Có con only nữa không ạ? Không. Con thấy ạ, người ta cho cả cái này lên, nghĩa là mình phải bê cả cái này lên, cái in front ở đằng trước đúng không? Nó là cái gì đấy? Nó là cái gì đấy cả lớp? Chẳng ngư chỉ nơi gì để trốn. Trước đây cô nói cái này với cả lớp chứ. Tất cả các đảo ngữ đều giống nhau, đều đảo trợ động từ to be lên trước, trừ trường hợp chẳng ngư chỉ nơi trốn. Chẳng ngư chỉ nơi trốn thì mình sẽ không đảo cái gì hết, mà mình sẽ cộng luôn với động từ luôn. Mình không có trợ động từ gì hết, cộng với chủ ngữ luôn. Mình không dùng trợ động từ. Cô lấy một cái ví dụ như là, cô ví dụ nhá, bốn con chó đang nằm dưới gầm giường đi. Cái ví dụ này nó hơi buồn cười một tí, nhưng mà kệ đi. Four dog lied under the bed. Đó là bây giờ mình bút cho cô nhìn gì đây nhá. Bây giờ người ta bắt cô đảo ngữ, người ta đảo under the bed lên. Như này. Thì các bạn nghĩ là à, cái này chắc chắn là đảo ngữ rồi vì nó không đúng chủ ngữ đúng không? Nhưng mà các bạn nói, ờ, cái like này chắc là hiện tại đơn là không dùng chậm. Đâu là động từ? Đâu là chủ ngữ? Dogs đúng không? Vậy thì mình sẽ dùng luôn là gì đấy ạ? Like, ra động từ đấy luôn. For dog ở đấy luôn. Đấy, đây là chỉ cần sẽ đặt được. Under the bed lie for dogs. Nằm dưới gầm giường là bốn. Có nghĩa là câu này của khi mà có trạng ngữ chỉ nơi trốn là các bạn không cần sử dụng bất kỳ một trạng ngữ. Vậy áp dụng cái này với câu 23. Câu hỏi của lớp động từ chính là từ nào? Was. Cái từ there con phải bỏ đi. Trong bất kỳ một trường hợp nào con phải bỏ đi. Vậy directly in front of thì là them was a great castle. Thế thôi. Trước mặt họ đó chính là một tòa lâu đài tuyệt vời. Không có đảo cái gì hết. Dùng luôn động từ cộng với chủ ngữ luôn. Thì chúng ta sẽ gặp một số câu như này luôn. Đây là cái từ no. Ngày xưa đây là kiến thức của lớp 7. Các con còn nhớ. Lớp 7 mình có học là thể hiện sự đồng ý. Đây là gì nhỉ? Tùng ăn kem. Tùng rất thích ăn kem. Trường cũng vậy. Hoặc là gì nhỉ? Tùng không thích con gái. Trường cũng vậy. Đấy là ví dụ vậy. Đúng không? Thế thì... Vậy khẳng định các bạn dùng từ nào? Các bạn dùng sâu là từ to. Chủ ngữ. Cộng to be. Hoặc là trợ động từ. Phải. To. Bằng với sâu. Cộng to be. Hoặc là trợ động từ. Và cộng chủ ngữ. Đây là thể hiện sự đồng ý khẳng định. Cô ấy yêu anh ấy và anh ấy cũng vậy. Khẳng định. Còn phủ định. Thế là dùng gì đây ạ? Chủ ngữ cộng to be not. To be. Cô thấy có con rồi bạn đang nói chuyện nha. Not. Phải. Either. Bằng với từ neither hoặc là từ nor. Cộng to be, cộng trợ động từ, cộng với lại chủ ngữ. Được chưa? Đây.
Vậy con nhìn câu này nhá. Đây là phủ định đúng không? Đúng chưa cả lớp? Đây dùng từ gì đấy? No. Theo quy tắc là no đến gì? To be hoặc là trợ động từ đến chủ gì? Chủ ngữ đúng không? Thế đứt lên ở đây thì trợ động từ sẽ dùng là gì? Đứt. Chủ ngữ đây chính là tên nào đây? His gì đây? His sister. Chủ ngữ đằng sau nhá. Vì bố và đằng trước có rồi, không liên quan đằng sau rồi. His sister too thì bằng not that his sister. Có ai làm này? Cái lớp thấy từ O đi bài ở đâu cả lớp? Nhìn thấy ở giữa chưa? Vậy có nghĩa là mình phải làm sao? B gì? B nguyên cả cái đoạn sau từ O đi bài lên trước cho cô nào? B cho cô đây. Sau đó bây giờ vế cô lại mình đảo nhé. Thêm vào dấu phẩy đi. Mình sẽ đảo chỗ nào? Dây many to 3 chấm. Đây cô hỏi cả lớp như thế many đang là thời gì ạ? Quá khứ mình dùng chọn từ nào? Đất. Đất từ đến chủ ngữ từ nào? Dày. Từ many có đi đi không? Không đúng không? Là mình khá là vinh dự vì mấy buổi luyện đầy gần đây là tất cả các bạn điểm cao nhất là đều là lớp mình. Không có tưởng tượng được luôn. Rất là sốc luôn. Toàn là lớp mình thôi. Nên là các bạn cố gắng giữ vững phong độ. Hôm trước cô có bảo với em một là đấy, các bạn xem làm thế nào thì lại. Các bạn làm rất là tốt luôn. Gì? Anh ngủ rất nhiều với mắt anh sưng lên. Nào, thế mà nó làm cả lớp ơi, có hơn 20 phút làm hết một đề tiếng Anh. 25 phút, đẳng cấp không? Mà nó vẫn được 15 câu. Làm, không phải làm. Làm. Again, nhắc lại đi ạ. Repeat. Rồi, con này có từ really là phủ định đúng không? Mà cái không kèm nhau. Nhắc lại. Nó to lên. Các bạn A4 đang học đấy nhá. Nói to lên. Nói to lên. Bạn Tùng, bạn Minh Ngọc ở lớp ạ. Nhắc lại, Tùng nhắc lại. Làm. Không nói được thì cả lớp nghỉ này. To lên. Nó không nói được ấy. Chào mấy kia chứ. À, anh ơi cho anh hỏi là anh hiện tại là anh đang làm gì ạ? Ừ, anh nằm ở... Ủa anh ơi thấy quê ở đâu vậy? Quê Hưng Yên. Ờ thế à, anh ơi em xin lỗi anh ấy. Vị trí này bọn em không thể nào mà tuyển dụng những người mà bị ngọc như anh. Thôi sao? Only one word. Một từ rồi là đánh chết cái tương lai đấy. Tải sửa. The school is ready. Bây giờ cái việc giao tiếp rất là quan trọng. Phải sửa. Ngày xưa cô đọc có cái giọng quê rồi mà bị cả chúng nó cười cho thối mũi. Còn phải sửa cả cái việc là tròn vành rõ tiếng. Nào 26 nào. Đào really đi đầu rồi đúng không? Mr. Gates. Đang là thi gì đấy? Nhìn thấy đơn. Vậy dùng chậm tức là gì? Đu hoặc là đà. Vậy muốn biết dùng đu hay dùng đà thì nhìn vào chủ ngữ thôi. Restaurant là số ít hay số nhiều? Số ít đúng không? Ít thì dùng cái từ nhiều chữ hơn. Đà. Cho nên chủ ngữ là từ nào? This restaurant. Kết có nét gì không? Không. Hai bảy. Only tí vào đâu? Đây đúng không? Vậy nên chúng ta làm thế nào? Bê hết cả cái vé này xuống đúng không? Vậy vế con lại chúng ta đảo ạ. Vế con lại là chỗ nào đấy các con? You will. Con áo ly được không? Không. You will understand. Vậy mình sẽ đảo từ gì lên? Will. Chủ ngữ là gì? You. Đến từ gì nữa? Understand. Ok. Hai tám nhá. Thì Belly ở đây ạ. Belly nó là phủ định đúng không? Phải, chúng ta phải đảo ngay cái vế ở nó luôn. Ở đây chúng ta dùng trợ động từ là chữ gì đây cả lớp? Hạp, thì mình dùng là từ luôn từ là gì luôn? Hạp, cho nên chủ ngữ là từ gì?
ai sẽ đến từ tiếp theo là gì? Started. Vẽ câu này giữ gì? Giữ nguyên. Chúng ta nhớ cái quy tắc của chúng ta là cứ thằng nào là phủ định thì mình đảo ngay thằng đó. Từ barely, từ sadly, từ rarely, tất cả nó là trong từ tần suất bằng cái phủ định. Thì mình sẽ phải đảo. Còn vẽ sau mình giữ nguyên. Đây, câu 29 nhá. Câu 29 nó phải siêu dễ luôn cả lớp. Harvard là một trong những trường nào tốt nhất, bây giờ đảo là một trong những trường nào tốt nhất là gì? Là Harvard. Dễ như ăn cắm lợn luôn. Ai? Is. Nó lên tiêu lên đi là chưa? Câu 30 có thấy câu này có thấy cái điều gì đặc biệt không? Câu này chính là cái câu mà chẳng biết chỉ nói trốn. Con sư tử mà đang nằm ở dưới gốc cây kia là một trong những con lớn nhất mà tôi từng gặp. Vậy dưới gốc cây là con sư tử. Gọi là một trong những loài lớn nhất tôi từng gặp. Nhưng vấn đề ở đây là cái từ which mình phải xử lý như nào? Mình vứt thằng which ra làm sao? Câu này mình sẽ làm là under the tree. Động từ là thế nào? Was đến thế nào nữa? Like gì? Là hình chúng nó thế nào? The like gì? Like an, đúng không? Sao đến gì à? Which was. Vậy để mình nhớ là cái trường hợp của chúng ta là chẳng nuôi chỉ nơi trốn thì chúng ta nhớ là chúng ta sẽ làm sao nhỉ? B nó lên mà B động từ luôn. Nhớ chưa? Không có đạo đủ gì hết. Động từ đến chủ ngữ luôn. Ngọc ơi, có viết kịp không Ngọc ơi? Có ạ. Bây giờ đến trách nhiệm thì các con phải nhớ này, trách nhiệm thì nó có cái hay của trách nhiệm, nhưng dĩ nhiên là sẽ có cái không hay, nó là nó sẽ bị nhầm. Thì khi các con làm các con phải thực sự chú ý tìm một cái dấu hiệu không ngồi dịch. Phần này 100% không dịch được rồi. Cái đầu tiên mình thấy từ quen, nhìn thẳng đáp án luôn. No sooner đi với Gian, hardly đi với quen, Esune đứng một mình, The Minister chả cái thể loại gì. Đáp án gì luôn? Be hardly when. Không có ngồi mà dịch giọt từ đâu. Chúng ta học nhá. Not only là phủ định đúng không? Thì chúng ta phải làm sao đây cả lớp? Đảo ngược phần nào? Phần đầu tiên đúng không? Đây nhìn thẳng đáp án luôn, thằng nào đảo ngược? Thằng ấy đảo ngược chưa? Đảo ngược tức là phải tu vi lên đằng trước đúng không? Đào đây, tôi đi vẫn đứng sau này. Đan B còn chẳng thấy có đồng tư luôn. Bây giờ còn đáp án C và đáp án D. Đáp án nó chính xác luôn. C. Ông đi chả có trợ đồng tư. Nói tóm lại là đảo ngữ còn phải nhớ là nó phải có trợ đồng tư và phải có cái gì nhỉ? To be, nhớ chưa? Có ba từ nào là dấu hiệu đây các con? Đáp chính xác. No sooner đi với gì? Gian. Only có đi only ra không ạ? Không. Với lại nếu mà mình dùng only, ok, đảo ngữ đằng sau rồi. Nó ăn chiêu được với từ gì ạ? That. Mãi cho tới tận khi. Đảo ăn chiêu luôn. Đây, người ta đảo ngữ đây này. Đấy, người ta đảo đằng sau đây này. Đó. Does unremember. Người ta đảo vế đằng sau đây. Chúng ta còn nhớ tất cả các thể loại phủ định đều đảo ở vế phủ định trừ thằng not until. Vậy not only thì vẫn phải đảo ở vế gì? Not only. Và nhìn thẳng đáp án luôn. Đáp án đi ra nó sai rồi. Không có trợ đồng từ. Không chỉ. Đúng không ạ? Là gì nhỉ? Nghiên cứu về hành vi cư xử con người. Mà các loài, các hành vi cư xử, cái chân này đi. Hành vi cư xử động vật cũng được nghiên cứu. Đây là bị động. Đằng trước cũng phải là bị gì? Bị động. Bị động tức là phải có to be cộng với phần từ gì? Phần từ hai. Bây giờ các bạn nhìn xem. Câu nào có to be cộng phần từ hai à? Yeah. Đây là A. A, cái này đảo ngữ sai rồi. Các bạn không nhớ quy tắc đảo ngữ à? To be xong đến gì? To be hoặc trợ động từ đến chủ gì? Chủ ngữ rồi đến phần còn lại cơ mà. Đúng không? Cái này chỉ nghe đảo đảo từ đến trên à? Câu tiếp. Câu 5. Nhìn thẳng đáp án luôn. Không có từ not any nhá. Được chưa? Không ai dùng
đảo như dùng phủ định như này nhá. Nếu muốn dùng phủ định nhá thì con phải dùng tách hẳn ra là should be not, không được, đã là đảo ngữ không được dùng cái tại. Được chưa? Rồi còn see và đi. Đi sai biết sao đi sai. Đã có no ở đây rồi. Chỗ này là còn có gì nữa? Lại còn có not nữa. Như vậy đáp án chính xác mình sẽ làm gì ạ? See. À, câu tiếp ạ. À. Chưa còn viết đảo ngữ câu điều kiện chưa nhỉ? Rồi đúng không? Chúng ta nhắc lại với nhau câu một chút nào. Câu điều kiện là một thì đảo ngữ như nào các con? À, điều kiện là một. Thì mình đảo sút lên thay cho gì? Thay cho if cộng với chủ ngữ, cộng với động từ. Về sau thì có thể là gì ạ? À? Chủ ngữ cộng với will hoặc can gì đó đúng không? Điều kiện là một. Điều kiện là hai nhắc lại câu thế nào? À, were lên đầu câu. Đến gì nữa? Chủ ngữ cộng với gì? Do và verb nguyên gì? Nguyên thể đúng không? Điều kiện lại ba. Có mấy cách? Cách thứ nhất làm gì? Đảo hết lên đầu câu đúng không? Cộng chủ ngữ cộng phần thứ hai. Cách thứ hai là gì? Were cộng gì? Chủ ngữ cộng gì nữa? À đúng rồi, cộng với to have phần thứ hai đúng không? Về sau thì mình không quan tâm là cái gì kể đi. Về sau giữ nguyên. Cái đây là phải đảo ngữ điều kiện. Đây con nhìn thẳng đáp án cho cô đi. Vậy số cái này đâu là đảo ngữ chính xác đây? Yeah, đơn bi. Tại sao chúng ta biết đây là câu điều kiện là một? Vì vế đằng sau chúng ta có please telephone, nó là hiện tại đơn. Thì các bạn sẽ dùng với câu điều kiện là một, đúng không? Câu 7. Cái trong từ my consider. Công thức của loại 2 đằng sau sẽ là chủ ngữ. Cộng với từ would đúng không? Hoặc là từ gì nhỉ? Would này. Hoặc là từ gì nhỉ? My này đúng không? Rồi cộng với gì nhỉ? Verb nguyên thể. Vậy thì my cộng với verb là câu điều kiện là mấy? Loại 2. Vậy loại 2 thì các bạn phải dùng cái gì lên đầu đây? À đảo vua lên đầu. Vậy câu này các bạn chọn đáp án gì? A, C. Tại sao không chọn đáp án C được? Bởi vì viết gì nhỉ? Viết tắt, nhớ chưa? Đảo ngữ không phải viết tắt, đáp án này. Tại sao không dùng was? Vì câu điều kiện bắt buộc phải dùng từ was. Không được dùng từ was. Không được dùng. Câu 8. Cái chân này would invite đấy. Loại mấy đi ạ? Loại 2. Nhìn thẳng đáp án luôn. Bây giờ có C và D là vua đúng không ạ? Vậy các bạn chọn đáp án C hay đáp án D? Đáp án C á? À? Đáp án D chứ, D. Thiếu thức chứ gì? Chứ đúng rồi. Câu số 9 ạ. Would never have married. Loại mấy đấy các con? Loại 3. Với loại 3 các bạn dùng cái gì để đảo lên? Yeah, the head để đảo lên nó C đúng không? Seldom là chạm từ tần suất. Đã được đảo lên trước rồi thì phải có gì nhỉ? Đảo ngữ, be và xin loại. Vì sao? Nó theo đúng chất tiêu của câu. Chủ ngữ đứng trước động từ đứng sau đúng không? Nó sai. Bây giờ còn A và D. A là đi. Nghe kỹ nhá. Cứ có từ sắt. Nó chứ là bình thường ấy ạ. Bình thường. Bình thường cái từ ever chúng ta các bạn dùng thì cái gì? Hiện tại hoàn thành. Cái câu D là sai chưa? Không có câu đơn cho nên sẽ đoán này. Cô chuẩn bị mời Dương Nguyễn của lớp ta lên làm một bài múa múa bút. Đây đây là chuẩn bị này. Hai đứa đây là múa bụng à? Khi ông lịch sự đeo khẩu trang. Lại ốm. Chết mày suốt ngày ốm. 11 really đảo đến đằng trước đúng không? Mày nhìn thẳng đáp án luôn. Thằng nào có trợ động từ? A và D đúng không? Thằng nào đảo đến rồi? A. On the battlefield là nơi trốn. Trên cánh đồng, nơi trốn này các bạn nhớ, còn nhớ cái cách cô dạy không? Là nơi trốn này cũng có động từ và chủ ngữ luôn. Không dùng trợ động từ. Đáp án B sai. Đáp án A sai, lại chủ ngữ đứng trước. Bây giờ còn C và D. Động từ lay và từ lie. Cái lớp từ lie nhé. Khi mà sang lie này này.
Từ like này nhé. Sang quá khứ là like thêm ED như này đúng không? Và sang phần từ hai là like thêm ED như này đúng không? Cái này nghĩa là nói dối. Còn từ like sang là gì nhỉ con nhỉ? Let gì nữa? Let thì là gì? Nằm, đặt, để. Thế còn từ lay, lay, let và lên thì nó là gì đấy? Để à? Hoặc là đặt, cũng là đặt luôn. Thế từ đây có từ lay thì không phải nói dối được rồi. Vậy đó mới là gì à? See. Mười ba. Nếu dùng từ after, sau after phải là hoàn thành. Nhìn. Quá cơ đơn hết này. Quá cơ đơn hết này. Sai. Bây giờ chỉ còn A và B thôi. A và B thì các bạn còn nhớ không ạ? Thì phải đảo gì? Đảo ngữ. Vậy bây giờ was he và he was. Thằng nào là đảo ngữ đây? Were he. Đáp án gì hả con? A. Thứ nhất, đáp án B sai vì đã phủ định, lại còn never. Lấy được sai được gì? Đáp án A sai vì nếu có con dùng đảo ngữ thì never phải đến chợ động từ. Của gái anh. Sai. Phải là never have đúng không ạ? Bây giờ còn C và D. Đáp án A sai, woman đứng đầu câu là sai rồi. Đã là đảo ngữ từ phải gì đứng đằng trước ạ? Never đứng đằng trước. À, đi ạ. Nếu mà không tỉnh thì đi vào trong nhà tắm rửa mặt. Để học. Câu 15 ạ. À. Công thức của chúng ta là gì ạ con? Nhớ lại đi. Sâu cộng gì? Tính từ cộng gì? Quy cộng chủ gì? Nhìn thẳng đáp án ấy thằng nào đúng? Đáp án A và đáp án C sai. Và còn B và D. So difficult là tính từ. To be là gì? Were. The exercise. Đáp án gì ạ? Baby. Đáp án D thừa chữ gì nhỉ? Đất. Câu 16 ạ. My half got loại mấy đi ạ? My half got loại 2 ạ? Ba từ tôi đúng như vậy loại 2 ạ? Loại 3. Loại 3 thì đảo cái gì lên nào? Hết lên đầu câu, đáp án này. Mười bảy, gạch chân từ Olivia. Có Olivia là phải đảo ngữ đúng không? Tôi nhìn thẳng đáp án cô, thằng nào đảo? Đảo tức là huy của đứng trước. Bây giờ mình loại được đáp án B. Và loại được đáp án gì? C. Và còn A và D. Vậy muốn biết con này là chủ động hay bị động thì bạn chỉ bằng việc tạo ra ấn tượng tốt thì bạn sẽ được đưa ra cho công việc đó. Được đưa cho công việc đó phải là bị động. Đáp án đi. Little đảo lên trước rồi. Bây giờ đến chợ động từ và đến chủ ngữ. Câu nào loại luôn? C loại. D loại vì không có chợ động từ. Bây giờ có A và B đều dùng chợ động từ gì ạ? Đất. Nhưng vấn đề là từ rely. Có chợ động từ đất rồi thì rely còn ý đi không ạ? Không. Cho nên là cô sẽ đáp án gì ạ? Yep, baby. Thưa là câu 19. On no account phải đảo. Đảo có nghĩa là phải có một cái thành phần là ok, trợ động từ hay là tôi quyết thiếu gì đó. A và B sai. Bây giờ còn C và D. Should the house be left và should the house left unlocked. Câu hỏi cả lớp là ngôi nhà có tự nó rời đi. Như vậy phải là bị gì? Bị đó. Đáp án gì ạ? À? C. Lúc nãy chúng ta học Oli về còn cái lắm, nhắc lại cho một lần nữa. Với tất cả những từ Oli thì đảo ngữ ở vế có Oli hay vế đằng sau Oli? Nói to lên là vế gì ạ? Đằng sau. Vậy thì người ta đảo vế đằng sau rồi. Có thấy người ta đảo vế đằng sau rồi không ạ? Can we be rồi. Vậy vế đằng trước được phép đảo đúng không? Không. Oli when cộng với một chủ ngữ động từ nguyên bình thường. Vậy câu này sẽ là gì? Peter has arrived.
Câu 21 có phải loại đáp án đầu tiên. A. Loại đáp án nào nữa? D. Vì sao? Vì nó không có đảo ngữ. Bây giờ còn B và C. Vậy thì các bạn chỉ cần đặt cái câu hỏi là cái từ aware này nó là tính từ hay nó là động từ. Aware này là có ý thức, là tính từ. Vậy tính từ thì nó phải có to be. Aware là tính từ, đáp án B. Nhớ nha, nó là tính từ cho nên nó sẽ là to be. Chỉ có tính to be thì nó, sau nó sẽ là tính từ. Lại nhắc lại một lần nữa với nhau. Only thì chỉ đảo vế đằng gì? Đằng sau. Vế đằng sau đảo chưa đây? À, đảo cái can we là rồi. Vậy đảo rồi thì vế đằng trước không được đảo. Tức là phải theo đúng chất từ là chủ ngữ là thằng nào? You. Đáp án gì ạ? Thầy. Coi ba nhá. Bây giờ tất cả đều là đảo ngữ đúng không? Nhìn thấy này. Câu này đã đảo ngữ từ đa rồi. Mà từ phao vẫn còn chiều quá khứ. Sai. Được chưa? Đây, chỗ này đảo ngữ rồi. Chỗ này lại còn đảo, mới đảo cái gì nữa. Đảo tiếp đảo lắm. Đúng chưa cả lớp? Tương tự thằng này lại đảo tiếp này. Nó chỉ đảo gì nhờ? Một gì thôi? Một vế rồi. Vậy đáp án của chúng mình ra là làm gì ạ? Đẹp đi. Làm bài phải tỉnh táo vào. Nói chung là những cái bài này nó là ngữ pháp thì mình không có cái gì đó là dịch. Cố gắng ngồi phân tích bài thật kỹ càng. 24. Vấn đề một chút đây là tất cả đều đang là đảo ngữ hết. Nhưng vấn đề này là từ C. Vậy nó sẽ phải là hoàn thành. Đây đáp án sẽ là đáp án gì ạ? Đáp án gì cả lớp? Yeah baby. Đáp án đi sai vì sao? Thì talk chưa có ED. Đúng không? Thì talk không có ED. Cái nào sai mới được quanh cái từ đấy vào. À con này sai rồi cháu. Câu tiếp theo cái chân là I don't believe. Đây là phủ định. Lúc nãy cô vừa nói cả lớp rồi. Thể hiện sự đồng ý phủ định phải dùng neither hoặc là either. Đáp án A loại. Đáp án B loại vì chưa đảo. Đáp án B loại vì không ai dùng I don't neither. Vậy là I don't either. Thế đáp án sẽ đáp án C. The body là khẳng định hay phủ định cả lớp? Cả lớp? Câu hỏi khẳng định hay phủ định? Cái gì vậy cả lớp? Câu hỏi the body là khẳng định hay phủ định? Thế sao không trả lời được cả? Khẳng định thì loại đáp án B, loại đáp án D. Bây giờ thì còn A và C thôi ạ. Muốn biết dùng A, dùng C thì sẽ ở the body. Cái bot đang ở thời gì đấy? Quá khứ. Cái quá khứ dùng trận đồng tiêu là gì? Đất. Lần sau cô gọi đừng để cô gọi lần thứ mấy. Trả lời to dẫn dạc đây. Sai thì cô sửa. Cô nói gì đâu mà làm gì với chúng mày. Sợ như kiểu sợ cáo nhỉ? Chúng mày sợ cô nốt mấy tuần nữa thôi. Xong đến giờ còn đứng. Ui dời, giờ không dạy nữa rồi. Sợ đề. Đúng không? Chúng mày cô cứ sợ cái giai đoạn này thôi. Nào số 27. Thứ nhất, không bao giờ, nghe kỹ nhá, không bao giờ từ not đứng một mình làm đảo ngữ. Phải có not cộng với not any cái gì đó hoặc là not danh từ. Tóm lại là không có thằng not đứng một mình luôn. Cho nên là không thể dùng not đứt được. Nó sẽ là càng không. Bây giờ còn C và D thôi. Tôi C sai, vì nếu mà dùng từ not, nếu mà dùng not my grandfather thì phải có trợ động từ đứt chứ, tôi không có. Cho nên đáp án của cô sẽ là đáp án D. Sao lại ai cô vừa nói là tiếng not không đúng của mình gì? Not a single word. In a way thì nó đảo ngữ đúng không? Đáp án là loại cả lớp. Baby. Đáp án là nào nữa? Đi loại nữa. Vì đáp án đi không có chủ. Bây giờ mình còn A và C. Căm thì phải căm gì? Căm chờ. Và C. Đây là trạng từ. Như vậy là đảo ngữ rồi. Nhưng mà các bạn nhớ không? Tức là rất là chậm chạp. Một con sư tử đang tiến tới gần. Có nghĩa là lẽ ra câu này nó viết như này này. A lion is approaching.
Câu này lẽ ra người ta viết thế này: một con sư tử đang tiến tới gần. Vậy bây giờ người ta không thích dùng cái này, người ta thích đào cái này lên, thì nó còn phải đào nguyên cả cái bộ này lên, giống như kiểu cái trạng ngươi chỉ nơi trốn. Còn với là nhà Array Style Silent nói viết nhầm. Silent. Vậy là gì? Sai gì? Silently. Gì đấy à? Trả lớp. Of gì? Approaching them is a lion. Câu này là một câu khó đấy. 30. Thì nếu từ belly lại biết là đảo ngữ rồi nha. Đáp án A loại. Vì sao loại? Head. Mà finish không có lui đi. Sai. Đáp án B loại chia đảo ngữ. Bây giờ còn C và D. Theo thứ tự thì phải trợ động từ lên trước rồi đến chủ thì nhỉ? Chủ ngữ trên đáp án sẽ là đáp án gì ạ? C. Và sang đến bài này. Bài này chúng ta sẽ có dấu hiệu để nhận dạng. Xong chưa các con? Cái chữ từ E xuống E. Ngay sau khi. Anh ấy đã tập trung vào việc viết thư ngay sau khi anh ấy quay trở về từ cái nơi làm việc. Và các Lâm nhớ nhé, E xuống E chỉ có bằng đúng hai công thức, đó là no sooner và hardly when. Tức là khi mà mình thấy cái từ Estonia trong đầu mình phải hình dung được luôn là đáp án chỉ có hai thằng này, một trong hai thằng này thôi. Mình phải hình dung như vậy chứ. Sau khi mình hình dung được thì mình nhìn tiếp. No sooner than. À, thằng này là chữ gì đây? When. Sai chưa? Sai thì đáp án sẽ đáp án đi. Tức là phải hình dung được là ok, Estonia thì phải là thằng này. Loại trừ được đáp án đi. Just là vừa mới, before là trước khi. Vậy là cô ấy vừa mới đặt cái ô xuống, đúng không? À, trước khi mà trời thì đổ mưa to. Vậy cứ có từ just là vừa mới thì nó cũng bằng cấu trúc vừa mới thì đã. Tức là nó cũng bằng no sooner hoặc hardly when. Vậy câu này không có hardly when. Vậy các bạn cho đáp án gì ạ? Thầy. Vậy các bạn, cái gì mà cô gạch chân thì các bạn cứ gạch chân như vậy. Và các bạn sẽ nhớ là khi mà mình đi làm cái gì mình sẽ làm đúng như cô làm. Chỉ cần phân tích không dịch. Không dịch là ông thấy câu nào cũng giống nhau. Bây giờ tôi ví dụ dịch nhá. Ví dụ dịch nhá. Cô ấy vừa mới có thời gian để dựng cái ô lên trước khi trời mưa rất là lớn. Đáp án A là cô ấy vừa dựng ô lên thì trời mưa rất lớn. Đáp án B là trời mưa rất lớn ngay sau khi cô ấy dựng ô. Đáp án C là chỉ khi cô ấy dựng ô thì trời mưa lớn. Đáp án D là nếu như cô ấy không dựng cái ô thì trời sẽ không mưa. Nói chung là đọc xong nó cũng lằng ngoằng. Câu này cũng hợp lý mà. Ủa mình thấy câu này cũng hợp lý mà. Thế chết dở đấy. Câu nào mà cô thấy hợp lý là tôi điếc. Quan sát. Câu 3 là câu được kiểu là mấy? Cả lớp loại mấy? Loại 1. Được chưa? Vế nào đứng trước? One, two đứng trước. Còn vế nào đứng sau? Must operate đứng sau. Cái thằng nào mà đặt cái này lên trước là thằng này sai. Thằng must operate đi đứng trước là thằng này sai. Được chưa cả lớp? Bây giờ còn đáp án đi. Bây giờ câu hỏi cả lớp nhá. Các bạn nhìn thẳng có đáp án đi của cô này. Đây là câu được kiểu lời mấy? Lời mấy đây? Lời 2. Không bao giờ loại 1 thành loại 2 được. Loại 1 thì vẫn là loại 1 thôi. Không bao giờ thì thành loại 1 thôi. Đây không phải câu chỉ tiêu gián tiếp. Mà đổi thì lùi thì được. Câu đi loại tiếp. Bây giờ còn câu A và câu C. À quên câu không? B và câu gì đây à? Câu C sai rồi. Đúng không? Câu B và câu A. Bây giờ hỏi cả lớp nhất trên đề bài. Của cô có xuất hiện cái gì phủ định không? Không có phủ định làm sao? Nể nòi phủ định được. Cho nên cô sẽ làm B. Câu 4. Quan sát tiếp này. Vấn đề chính là từ only. Từ when. Vậy có nghĩa câu dưới sẽ là only when. Xong luôn. Mình phải quan sát trong tốt là mình phải tinh tế các bạn. Mình không tinh tế mình sẽ không làm. Đây là những cái tip để các bạn làm bài. Các bạn phải nhớ.
tôi chỉ nhận ra cái gì tôi đã bỏ lỡ khi mà tôi kể, khi mà họ kể cho tôi thôi. Ví dụ trong đề bài bây giờ, ok, chẳng trong bài thi nó có hai cái only quen thì các con lại phải xét xem nó khác nhau chỗ nào đúng không, để xem là nó cái gì mà đúng hay sai. Câu 5. So great that, theo đúng công thức mà làm thôi. So còn tính từ lên trước rồi đến to gì? To be. Vậy con này đáp án là gì luôn? Yeah, so great was the demand. Đầu tiên này, cô ấy quá bận rộn đến nỗi mà cô ấy không thể trả lời điện thoại của tôi. Bây giờ trong đầu mình sẽ tư duy là à, cô ấy chắc là sai rồi. The so với the very không đi từ that được. Đúng không ạ? Câu C sai tiếp đó thì từ to not chưa? To không đi với not được rồi. Và đáp án thì sao sẽ đáp án gì ạ? B, đảo ngữ lên so cộng tính từ. Tôi thấy so cộng tính từ cộng to be cộng chủ ngữ là đúng không? Cô ấy không đọc sách tham khảo. Cô ấy không hoàn thành bài kiểm tra. Cái này trong quá khứ đúng không? Trong quá khứ thì phải là câu được kiện là mấy? Loại 3. Loại 3 chứ con. Vâng. Nhìn thẳng đáp án luôn cô ấy. Nếu cô ấy đọc sách thì cô ấy sẽ có thể hoàn thành. Câu được kiện là 3 hợp lý không ạ? Khá là hợp lý. Cô B sai chỗ này. Cô C sai chỗ này. Đây cũng không mặc dù gì cả. Đáp án đi cũng sai chỗ này. Đây đó sẽ là này. Not until that. Ủa, người ta dùng not until thì mình cũng làm sao? Dùng not until gì? Not until. Các em nhớ not until đảo vế nào ạ? À? Đảo cái vế. Vế đằng trước cái vế đằng sau. Tôi chết tôi rồi. Học trước quên sau rồi. Tất cả những từ phủ định thì đảo ngay về nó trừ từ nó làm gì. Cãi nhau được. Ủa? Chứ mày mất phân biệt cái từ trước sau rồi hả? Học nhiều quá nên mất cái trước sau mình không biết là cái gì hả? Mình chết này. Trang đã rút cổ cắm cái này. Sao lại bị? Cắm lại trước cái sau. Chắc chưa? Chắc chưa? À. Bây giờ hết mù màu thì chuyển sang giai đoạn là mất đi hướng về về phương hướng rồi. Hỏng rồi. Mất cái cuối cùng sang một cảnh thế. Vậy nhìn vào câu B và câu C đi, câu nào đúng? Và là gì này? Có cái nó đang tiêu thì nghe phải đảo phải bê hết cả cái chỗ này đi đúng không, thì đấy bê cả chỗ này lên, người ta có đảo chỗ này không? Không thì bê cái đoạn này lên, đảo đảo chỗ này này, đảo chỗ đằng sau này này, nhớ chưa? Vâng, đảo chỗ đằng sau. Cái này phải là gì? Little girl wake up. Đáp án gì à? Thấy nó chưa? Ăn chưa? Vâng, vậy câu này sẽ là nó ăn chưa. Bây giờ có A và D. Quan sát và cho cô biết câu nào đúng, vì sao? Nghe nghe. Ăn xin là thì mình phải bê cả cái vế ăn xin lên đúng không? Nghe cô nói không? Sau ăn chưa phải bê cả cái vế ăn chưa lên. Vậy là not until our teacher gì đấy ạ? Arrive. Vế còn lại thì mình phải đảo. Đáp án Daddy. Câu 10 tiếp. Not. Xong chưa? Câu A, người ta không đảo nó đâu đi.
nó ăn siêu người ta để nguyên công thức bình thường. Mãi cho tới tận khi mà gì là cái mistake, cái lỗi lầm ở trong cái lời giải thích ấy được phát hiện, thì figure tức là tất cả cái nhân vật này mới được kiểm tra lại. Đàn bi này, once là khi, khi mà kiểm tra lại thì lỗi mới được phát hiện ra. Cái này thì nghe cũng hợp lý, nhưng mà cái vấn đề đây là phải là gì các con nhỉ? Phải nhấn mạnh cái việc là cho tới tận khi, có đúng không ạ? Còn nó là từ ăn chiều cho nên là bạn sẽ làm ăn gì ạ? À? Ê, cứ có nó ăn chiều mình chọn nó ăn chiều thôi, không phải giải thích nhiều. Câu 11, câu này những đấy mình làm rồi đúng không? Phủ định này, anywhere này, vậy đổi thành no gì? Nowhere. Vậy nowhere có be và see câu nào đúng cả lớp? Nhìn kỹ, be và see câu nào đúng? Nhìn kỹ ạ. Đọc đáp án của bạn này là be và see. Be, tại sao không dùng đáp án see? Đúng rồi, tại sao bạn không tự tin một mình một kia nào nhỉ? To thế nào? Nowhere là có not rồi, à, có no rồi, không dùng not. Câu tiếp, cả lớp nhớ từ never. Cái outcome tức là cái kết quả của cuộc bầu cử này chưa bao giờ là đáng nghi ngờ cả. Thì nó bắt buộc nó phải là phủ định. Thứ nhất nha, từ never đó bây giờ chúng ta sẽ chuyển thành từ at no time. Sẽ có những bạn thắc mắc là cô thì tại sao có những trường hợp có từ never đứng trước? Cái trường hợp never đấy chỉ trong trường hợp như này thì mình mới dùng từ never lên. Chủ ngữ cộng với lại một cái từ never, sau đó cộng với lại một cái động từ ở hiện tại đơn, thì lúc đó các con đảo never lên. Còn đâu khi từ never đứng một mình thì phải đổi thành từ gì nhỉ? At no time. Rồi, với at no time thì phải đảo ngữ. Vậy A đúng hay B đúng? A đúng rồi, vì có to be đây là trước. Đấy, mạnh dạn nó vậy sao nào? Nổ to ra nó sai thì sửa. Ở đây có chữ gì ạ? Only. Có chữ gì đấy ạ? Bài. Vậy mình dùng gì? Only bài. Có dễ không ạ? Không có đâu ạ. Nhưng mà vấn đề là các bạn phải chú ý và nhìn, phân tích là mình đang làm cái gì. Có nhưng mà ổ cua cái này là cái gì vậy? Mình đang làm cái gì vậy? Tôi chịu luôn. 14. Until. Chắc chắn nó đang tin rồi đấy. Có tới 4 nó đang tin. Vấn đề rất là vấn đề. Cô lúc nãy cô dạy cả lớp như thế nào? Nếu có bên tin thì mình phải bê gì? Bê toàn cái từ hi có rôm này ra. Đúng không con? Vậy là con nhìn này, hi có rôm, hi có rôm là đúng. Vậy hai thằng này là khác. Đúng không? C và D khác thì nó gì? Nó sai. Vậy bây giờ chỉ có A và B thôi. Vậy là con nhìn A và B. Một từ là forget và một từ remember. Thế hỏi cả lớp nhá. Vốn dĩ trên đề bài có phủ định không? Không. Vậy tự nhiên mình cho cái nốt vào nghĩa là mình tự tạo phủ định cho nó rồi. Vậy để khi mà mình tạo phủ định cho nó rồi thì tức là mình phải làm ngược lại cái động từ trong câu. Tức là từ forgot phải trở thành remember. Thế nào sẽ làm đi? 15. Sự thật chỉ phơi bày có khi như thế nào? Vậy đây chúng ta sẽ có từ only. Thì các con cũng chỉ dùng only. Đáp án B và đáp án C loại. Đây còn A và D. Đáp án A nhá, chỉ bằng việc sản xuất những cái nhật ký tư này thì sự thật mới được phơi bày. Đáp án D là chỉ khi những cái nhật ký này được sản xuất thì sự thật mới được phơi bày. Vậy theo các bạn câu này thì đáp án nó chính xác vì sao? Sự thật chỉ phơi bày khi mà có sự việc sản xuất. Các bạn dùng từ only gì? Only when, không dùng only by. Bài năm là bài khá là dễ. Nào, no sooner đi visa nào đúng? Đúng cả lớp. Đi với Gwen. Ai nói hay đấy. Vậy theo các bạn câu này sai đâu? Sai đến cái các bạn không bao giờ nghĩ được. Anh ấy được đề cử tới vị trí này phải là bị động. Câu này sẽ là been appointed. Láo gì cả lớp nhỉ? Đang làm đảo ngữ cho mình làm bị động.
Ngay sau khi anh ấy được đề cử vị trí này thì cái gì người biên tập viên đã thể bị ổn. Vậy từ peanut butter của chúng ta đã là bị động. Vậy các con nhìn vào câu 2. Chúng ta sẽ dựa vào những cái không có dấu gạch chân ở trên từ when. When why do we know sooner không? Không, các bạn đổi từ know sooner thành từ gì? Hardly hoặc từ gì? Từ scarcely hoặc từ gì? Barely vân vân và mây mây. Đừng có viết vân vân và mây mây vào đây. Tao đây xin này. Cô đố cái lớp biết đây là câu đi của lời mày. Bài 3. Vậy người ta đảo từ hét lên từ not to be là đúng. Người ta dùng udap phần thứ hai cũng là đúng. Vậy cái sai này chính là cái đoạn B. Cả lớp quạch chân một từ dơ. Sau dơ thì phải là danh từ. Death, đây phải là danh từ. Đây là cái chết. Còn thấy death có chữ D kìa. Thì nó là đã chết. Chỉ tình trạng đã chết. Còn là sự chết. Lúc này các con học, nó đang chiêu đảo vế. Nó đang chiêu đảo vế đằng sau. Đằng sau. Vậy con này sai ở đâu? He celebrate. Đảo chưa? Chưa đảo. Vậy celebrate là động từ quá khứ mình đảo thành gì à? Đức. He celebrate. Câu 5. Only by người ta đảo đằng sau rồi đúng không? Can we become đúng không? Là đúng. Nhưng câu này sai ở đoạn B. Tại sao? Theo đúng thứ tự không ai dùng hard training cả, phải là training. Training hard. Động từ đứng trước, chẳng từ đứng sau. Nếu từ hard đứng trước nha, các bạn còn nhớ cái này. Đứng trước động từ chỉ có hardly. Còn đứng sau động từ là hard. Các còn nhớ cái này không? Cô nhớ lại nha. Từ hard là một trường hợp đặc biệt. Tính từ chuyển sang trạng từ nó vẫn là hát. Nhưng khi nó đứng sau động từ thì nó giữ nguyên. Còn đứng trước động từ nó phải là đuôi ly. Câu 6 có lớp từ never before chưa? Vậy thì phải đảo ngữ đúng không? Vậy câu nào sai? Be. Có be đảo chưa? Nếu mà đảo thì đảo dùng cái gì lần trước? Have đúng không? Vậy câu này sẽ là gì? Never before. Have thì à? There. Bin. Nó đang chiêu đảo vé đằng sau. Ok, người ta đảo vé đằng sau đúng rồi. Vậy khi người ta đảo vé đằng sau đúng rồi, con nhìn nhận. Đức là Ari Lai ở động từ quá khứ. Từ me này cũng là quá khứ. Tự nhiên thằng A này nói thì hiện tại. Chứ con này sẽ bị sai. Cái từ half left chúng ta đổi thành từ gì nhỉ? Left. Câu 8 và lớp còn nhớ Oli không? Oli con đảo vế nào? Vế đằng sau đúng không? Ok, Oli quen đây ạ. Vế này người ta giữ nguyên là đúng rồi đúng không? Vậy vế nào sai? D. Các bạn dùng là gì nhỉ? Good. Câu 9 này, Witness là người làm chứng. Người làm chứng người ta báo cáo rằng việc đứng ở đang đứng ở cửa cái kìa là một người đàn ông có khẩu súng. Cả lớp có nhớ cái này không? Đứng ở cửa sổ nó là chẳng chỉ nơi gì? Nơi trốn. Vậy theo quy tắc của chúng ta là nơi trốn thì phải cộng với gì? Động gì? Động từ cộng đến chủ gì? Chủ ngữ. Vậy câu này sai. Các bạn dùng là gì nhỉ? Was a man with a gun. Câu 10. Câu này cả lớp chơi từ not a penny. Như vậy có not a penny là phải đảo ngữ rồi. Vậy con này sai đâu đây à? Đẹp đi.
cái chỗ nào là dấu hiệu thì các bạn sẽ khoanh bút vào đây. Dấu hiệu. Vậy thì ghép các bạn đổi thành gì đi à? Đá. Vậy thì có từ little thì phải đảo gì nhỉ? Đảo ngữ. Vậy cái từ he knows này chuyển thành gì đấy cả lớp? Đá. Đúng rồi. Yes, he knows. Có còn SC nữa không ạ? Không. Vậy nhớ nhá, mình sẽ khoanh cái này vào. Câu 12 các bạn thấy này. It was not until. Người ta có đảo not until lên đầu câu không? Không. Vậy khi người ta không đảo not until lên đầu câu, điều đó nghĩa là không được phép đảo. Như vậy cái câu đảo ngữ là sai. Các bạn phải chuyển đến C. Remember thêm đuôi gì? ED. Vì có nhắc lại, vì cái này không đảo ngữ. Người ta làm gì có đảo not until lên đầu câu đâu. Cùng chuẩn bị đi tàu bay giấy. Câu tiếp. Never. Never người ta đảo lên. Đảo hết lên đằng trước. Xong đến chủ ngữ dân bin là đúng rồi. Nhưng chủ ngữ đây là suy nghĩ số nhiều. Có dùng từ has không ạ? Không, đổi từ have. Chúng ta còn nhớ công thức của sâu ra không ạ? Sâu cộng gì ạ? À? Tính từ rồi đến tu gì? Tu bì. Vậy câu này sai ạ? À? Từ the lex a đổi thành gì ạ con? A the lex. Mười lăm ạ? Not until có đi với quen không ạ? Not until đi với gì đi ạ? À? That. Not until that. Mãi cho dân khỉ. Mười sáu là khi người ta đảo thì never có nghĩa là phải có trợ động từ, từ have trợ động từ rồi. Thì các bạn nhớ nếu mà đảo have lên câu đầu câu thì có nghĩa câu này phải hiện tại hoàn thành. Vậy câu này từ miss sai, đổi từ miss thành từ gì ạ? Met. Gì đấy? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sorry. Cô xin lỗi cả lớp nha, cô gần phụ huynh ạ. Sorry. Số 17 ạ. Ta là sản minh của cô. Câu 17 của chúng mình này. Not until that. Vậy not until mình đảo ở đâu? Đảo chỗ nào? Đằng sau đúng không? Ủa, sao lại là C được? Cả lớp còn nhớ không? I realize tôi nhận ra rằng tôi như thế này thì sau cái từ nhận ra rằng tôi không có quan tâm thì cô sẽ đảo cái chỗ này à? Và làm gì đảo như thế này còn giải nữa. I realize. À, tiếp phụ nhiều quá, hẳn cả tiếng. Quỳnh con chưa học đã toàn mang thùng sữa Milo vậy hoa quả đến không biết cô giáo từ chối kiểu gì được biết. Con này không có bà. Rồi sát nào. Cái gì này? Cô anh bảo cái gì đấy? Rồi nhá. Vậy bây giờ cái này chắc chắn nó sai chỗ nào đây ạ? À, sai the worst. Có ai kiến khác không? Có ai kiến khác không ạ? Câu hỏi có ai có ý kiến khác không? Thế nếu bây giờ sai ở đáp án B nhá, thì con phải làm như nào? Ủa, thế là sai không phải? Câu này, chỗ này là các bạn nhớ công thức của sắt, đọc lại câu công thức của sắt nào. Sâu thì cộng với tính từ. Cộng với gì ạ? To be cộng chủ ngữ tính của sắt. Tôi chết rồi, học. À, cộng hơn, cộng tính từ, cộng với danh từ. Đúng không ạ? Cộng với chủ ngữ đúng không? Cộng với to be đúng không? Cộng sắt đúng không? Vậy thì câu này sai ở đâu? Câu này thực ra là nó phải cả A và B nó đã bị ngáo đúng không? Câu này phải là sắt gì nhỉ? Sắt đổi thành gì? Gì hả con? Surprising đây phải đổi surprising. Vì là khi mà thành người rồi, he là thành gì ạ? Boy đúng không ạ? Ok chưa? Rồi đến gì nhỉ? He was. Câu này nó bị sai đề một chút. Tại sao mà đổi surprising cả lớp biết không?
Vì nếu như mà khi mà các bạn cấu tạo một cái danh từ mà để tạo thành danh từ chỉ người á, thì các bạn không dùng subrider, nó chỉ dùng cái tâm trạng con người. Câu 19 là câu định kiểu này mấy? Would have yeah, loại 3. Với loại 3 chỗ này có dùng has không? Đổi thành cái gì đấy? Had. Câu 20. All the way, cái này là chẳng ngư chỉ nơi trốn. Trên khắp cái con đường mà có gió thổi. Vậy cả lớp còn nhớ chẳng ngư chỉ nơi trốn thì mình phải đến cái gì không? À, đến động từ đến chủ gì? Chủ ngữ với câu này sẽ là gì? Kèm hi. Câu tiếp, the rally đảm đầu câu. Cái từ rally nha, cả lớp nhớ này, nhớ này. Nếu như từ rally cộng với lại phân từ hai như này thì chỗ này phải có quen. Có quen. Nhưng ở đây từ rally đứng một gì? Một mình. Vậy khi từ rally đứng một mình, các bạn dùng hiện tại đơn. Nếu mà mình dùng hiện tại đơn thì cái này sẽ sai rồi bạn ơi. Sửa từ he thành từ gì đây ạ? Das. Đó là cái từ grow đây hiện tại đơn này. Nhìn chưa? Nguyên thể này. Vậy nha, từ đầu đến cuối chỗ này. Cả lớp có thấy chỗ nào có nó không? Cả lớp. Có thấy chỗ nào có nó không ạ? Không. Vậy không có dùng ni giờ được không? Không. Ni giờ chỉ dùng cho câu phủ gì? Ở đây, vậy thay cái từ si này bằng từ so. So do I, cái nhớ từ đấy. Hai ba. Not only mình đảo vế ở chỗ nào với con? Đằng sau và đằng trước. Lại sau. Chỉ có nó ăn siêu mới đảo đằng gì? Đằng sau. Còn nó đâu đi đảo đằng trước. Vậy chỗ này bị sai. Vậy các bạn đổi từ she bass thành gì hả con? Đứt. She bass. Ghim vào đầu rồi con. Tất cả đều đảo ở chính phần phủ định. Trừ nó ăn siêu. Nhắc thật kỹ vào. Only by thì phải đảo ngư đúng không? Vậy câu này sai ở chỗ nào? She. Đảo chưa đấy cả lớp? Chưa, phải đổi thành gì? À, can you, ok. Can you observe? Câu tiếp với con là chân từ never. Never là phủ định rồi đúng không? Vậy phủ định mình có dùng từ sâu không ạ? Không, thay từ sâu bằng từ gì? Từ no hoặc là từ ni giờ nha. Cái từ suit người ta để ở đầu câu như thế này. Có nghĩa là chúng ta bắt chúng ta yêu cầu dùng đảo ngữ của câu được là mấy? Là một. Vậy nếu câu suit rồi thì từ need có need được không ạ? Còn should I need rồi. Câu đề cử lại một hoàn toàn có thể mix về phía đằng sau là can, could, should với mày đều được. Thế bây giờ nhá, ví dụ em đổi cái xe thành can đi. Ủa, ví dụ như vậy đi. Ủa, thế phần should I need được thì làm nào? Không là đổi si được. Thực ra là động từ quyết thiếu người ta có thể linh hoạt qua nhá, can, could được. Nhưng mà riêng cái đầu tiên là không thể được. Không thể sai được. Câu 27, cái lúc này chương từ hardly. Hardly có ai dùng gian không? Phải đổi gian thành từ gì đấy? When, ok. Sau thì cậu mới tính từ, cậu mới chặng từ. Nhưng vấn đề là chính là từ speak. Câu hỏi của lớp từ speak này là động từ thường hay động từ be đấy ạ? Động từ thường. Vậy sau động từ phải là một trạng lệ. Trạng từ trên đáp án A. Trạng từ thêm đuôi gì đấy ạ? Leave lần lề. Cả lớp ơi, no sooner có quen không? No sooner lại còn quen. Bỏ đáp án này. Loại luôn. Under no circumstance là cái phủ định rồi. Vậy mình phải đảo ngữ. Vậy you should là thành gì ạ? Ok, như vậy chúng ta xong phần đảo ngữ.